Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một cuốn sách, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch Covid như thế này thì chúng ta có rất là nhiều thời gian để tìm đến những cuốn sách hay, và trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai để cùng lắng nghe anh chia sẻ về những cuốn sách hay mà anh tâm đắc cũng như những kinh nghiệm đọc sách của anh, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quốc. Vâng, xin chào anh Quốc. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình Mỗi tuần một cuốn sách ngày hôm nay ạ. Đó, xin chào quý vị khán giả. Thì anh biết rằng là anh Quốc thì có một cái niềm đam mê, đó là đọc những cuốn sách. Thì không biết là cái niềm đam mê đọc sách của anh thì đã bắt đầu từ bao giờ ạ? Tôi cũng không nhớ là mình đã đam mê từ thời điểm sách từ thời điểm nào. Nhưng mà ngay từ bé thì tôi cũng đã thích đọc sách. Nhưng mà nhất là trong cái thời gian mà đi học xa gia đình, nên là cũng làm quen với sách và cũng đọc khá nhiều. Và những cái thời điểm đó thì nó không có internet cho nên nó cũng nhiều thời gian và cũng có cái ít cái thứ mà để lựa chọn, chúng ta lựa chọn, nên là cái việc đọc sách nó hình thành thói quen của tôi từ lúc nào thì cũng không nhớ nữa. Nó rất là tự nhiên. Vâng, nó cứ đến một cách rất là tự nhiên và từ từ, đúng không ạ? Vâng. Mỗi người khi mà đọc sách thì thường có những cái mục đích khác nhau. Đối với anh Quốc thì anh đọc sách với cái mục đích như thế nào ạ? Anh đọc sách thì thấy để cho nó có, mình có thêm các cái thông tin, có thêm cái kiến thức, và đặc biệt là cho nó làm cho cái não mình nó khỏe lên, mà người mình nó linh hoạt lên khi mình có nhiều thông tin. Mà tôi cảm thấy thì người nào mà có quyền lực nhất thì người đó là có nhiều thông tin nhất. Dạ vâng, đúng là Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông đúng không ạ? Nó bắt rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Và khi mà đọc sách thì với một cái kho tàng tri thức vô tận như vậy, vậy thì không biết là anh Quốc sẽ thường đọc những sách thuộc thể loại gì ạ? Cũng nhiều thể loại, nhưng mà tôi thích đọc cái cuốn sách liên quan đến quản trị kinh doanh. Thứ hai là những cái kiến thức liên quan đến khoa học kỹ thuật thì tôi cũng hay đọc. Khi đọc những cái cuốn sách, và đặc biệt là những cái cuốn sách mà anh yêu thích như thế này, thì anh thấy rằng là nó mang lại cho anh điều gì ạ? Mang lại rất nhiều chứ. Thứ nhất là cho cái cuộc sống của mình, làm cho mình làm giàu thêm cái vốn kiến thức, các cái thông tin để làm cho phục vụ cho cái cuộc sống, phục vụ cho cái công tác, cũng như là trong cái việc mình rèn luyện, dạy con cái, cũng như là trong giao tiếp xã hội. Thứ nữa là làm cho cái bộ não của mình nó được khỏe mạnh và nó linh hoạt, làm cho con người ta vui vẻ, trẻ trung hơn, yêu đời hơn rất nhiều. Dạ, vâng ạ. Anh Quốc có thể chia sẻ thêm cho anh cũng như các quý vị đang theo dõi chương trình một số những cái kinh nghiệm của anh trong quá trình đọc sách, làm nào để có thể đọc sách một cách hiệu quả và phát huy được cái giá trị của cuốn sách đó không ạ? Thứ nhất là mình nên chọn một cái cuốn sách nào đó mà mình theo với theo cái sự hấp dẫn cũng như là cái thú vị, hay là cái nhu cầu của mình, cái sự mong mỏi mình tìm hiểu, hoặc gọi tóm lại là cái lĩnh vực mà mình thích tìm hiểu. Đấy, ví dụ như tôi thì thích cái cuốn sách liên quan đến quản trị kinh doanh, liên quan đến khoa học kỹ thuật thì tôi hay lựa chọn hay là đi tìm những cuốn sách đó. Đầu tiên mình phải tìm được cái những cuốn sách mà mình thấy cần đọc, thú vị. Hai là những cái cuốn sách mà của nhiều các cái tác giả mà các diễn mà đã được xuất bản được trên toàn cầu, và nhiều các nhà sách uy tín người ta đã dịch và xuất bản. Đấy, vì đây là những cái sách mà đã được nhiều người trên thế giới tìm đọc, có nghĩa rằng là đã có rất nhiều người thấy có cái ý nghĩa, có cái thông tin tốt thì người ta mới tìm đọc. Thứ hai là cũng có lên một ngày dành khoảng 20-30 phút để đọc, cũng không nên đọc nhiều bởi vì nó làm cho mình còn quá nhiều cái việc đang phải làm, nhưng mà cũng dành thời gian, nhưng đọc khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút gì đó thì nó làm cho mình ta ngấm nó lâu hơn. Thế và cũng tạo ra một cái thói quen là mỗi một ngày dành khoảng 20-30 phút để đọc sách. Thế và cũng tạo ra một cái thói quen là đọc sách để mình giảm thời gian xem internet, trên mạng xã hội đi. Vì bản thân là xem mạng xã hội mà xem internet nó chỉ là bản tin thôi, nó gọi là tin tức. Tin tức thì nó chỉ là một cái tin nó lướt qua, còn một vấn đề nào đó hoặc một cái thông điệp nào đó thì cần phải là đọc cuốn sách. Thì tác giả người ta đã viết cả một cuốn sách thì nó có những cái thông điệp, có nội dung, và không phải có những nội dung gì thì đưa lên internet nó hết đâu. Phải là những cuốn sách thì mới truyền đạt hết được những cái nội dung một vấn đề. Đấy, đặc biệt là những cái liên quan đến vấn đề về tư duy, liên quan vấn đề về phong cách sống, hay là liên quan vấn đề về khoa học kỹ thuật thì phải cần phải là thông qua những cái cuốn sách người ta mới diễn giải được. Và thứ hai là tin tức thì
nó chỉ gọi là trên internet nó chỉ có lướt qua 5 đến 10 dòng thôi, nên là cái lượng kiến thức mang tính chất rộng mở ấy, thì phải là thông qua sách. Và tôi cũng tạo thói quen là nên luôn luôn là gọi là cũng có cái cuốn sách quanh mình, để có một thời gian đó mình sẽ tranh thủ mình đọc 5 đến 10 trang gì đó. Thế là thành một cái thói quen và mình tạo ra một cái sự thoải mái, thư giãn trong cái cuộc sống đang rất là bận rộn hiện nay. Và suy ngẫm cũng như là tạo ra một thói quen là ghi chép lại những cái thứ gì mình thấy cảm thấy thích và hấp dẫn, hoặc để mình tích nó vào để lưu lại những cái phần mà mình đã đọc ở cuốn sách đó, sau này mình nhớ. Ví dụ nó gọi là một cả một chương có khi nó chỉ có vài từ, vài cái key để mình nhớ thôi, Vài từ chốt, từ khóa thôi đúng không ạ? từ khóa thôi, ví dụ thế. Vậy thì đến với chương trình mỗi tuần một cuốn sách ngày hôm nay thì rất là mong anh Quốc có thể giới thiệu đến Thùy Anh cũng như các quý vị đang theo dõi chương trình một số những cái cuốn sách hay mà anh tâm đắc ạ. Tôi thì cũng có một số cuốn sách tâm đắc, nhưng gần đây thì tôi có tâm đắc một cuốn sách, đó là cuốn Phụng Sự Để Dẫn Đầu của tác giả James Stock, một tác giả người nước ngoài, do nhà xuất bản Công ty Cổ phần Sách Thái Hà là phát hành. Đấy cũng là một cái công ty có cái lượng phát hành sách lớn. Cái tác giả James Stock ấy, đấy là một cái tác giả có uy tín, đồng thời ông cũng là một cái diễn giả nổi tiếng về chủ đề lãnh đạo. Ông phục vụ các cái khách hàng trên toàn cầu, bao gồm cả công ty, các hãng dịch vụ, các chuyên nghiệp, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như các cơ quan nhà nước, quân đội. Và ông cũng có nhiều cái cuốn sách mà đang, trong đó có cuốn Phụng Sự Dẫn Đầu hiện nay đang được rất nhiều các cái độc giả là quan tâm trên toàn cầu chú ý và tìm đọc. Phụng sự để dẫn đầu. Thì tôi thấy rằng cái cuốn sách này là có những cái tư duy rất là tốt, phù hợp với những cái người đang sống ở thế kỷ 21. Thế và tôi nghĩ là đây là cuốn sách đưa ra một thông điệp là hãy phục vụ đi, mình hãy phục vụ tốt cho tổ chức, cho cái nơi mình làm việc, cho cái nơi mình sinh sống. Đấy là phạm vi hẹp, và hãy phục vụ tốt cho tổ quốc của mình, thì trong đó có mình. Thế và khi anh đã phục vụ tốt thì tổ chức người ta tốt lên, thì trong đó có anh, và anh sẽ là người dẫn đầu trong cái tổ chức đó. Cuốn sách Phụng sự để dẫn đầu này không biết là anh đã biết đến cuốn sách này như thế nào ạ? Đây là một cuốn sách do đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng là tặng cho tất cả giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tất cả 63 tỉnh thành. Thế và tôi đã đọc hết cuốn sách này và tôi thấy là đưa ra một thông điệp rất hay. Thế và tôi cũng đọc đi đọc lại và cũng đã truyền cái cảm hứng này cho nhiều các đồng chí, đó là hãy phụng sự đi, hãy phục vụ đi, hãy cống hiến đi, rồi cuộc đời sẽ không bao giờ phụ bạc bạn, và bạn sẽ có những thành quả khi mà bạn làm việc, bạn cống hiến. Vậy thì cuốn sách Phụng sự để dẫn đầu này chắc là nó có nhiều chương và mỗi chương nó có những cái nội dung khác nhau hay là nó sẽ xoay quanh một cái vấn đề cụ thể nào không ạ? Có nhiều chương và ta đặt vấn đề nó là theo một cái chuỗi làm việc của một cái đời công tác, một đời người là đi làm công việc. Thế mà trong thời trẻ thì anh phụng sự như thế nào, thì anh đã có những cái kinh nghiệm cụ thể, và cái thời gian mà anh còn những thời gian về già anh phụng sự thế nào, có cái rất hay, dành cho nhiều lứa tuổi có thể đọc được. Dạ vâng, có nghĩa là cuốn sách này phù hợp với nhiều lứa tuổi đúng không ạ? Và chắc chắn là khi mà mọi người đọc xong thì sẽ rút ra cho mình được những cái điều rất là bổ ích, những cái kiến thức để có thể phụng sự và dẫn đầu đúng không ạ? Còn đối với bản thân anh Quốc thì anh đã ứng dụng cái cuốn sách này vào trong cuộc sống của mình như thế nào ạ? Có chứ, có rất nhiều. Thứ nhất là tôi thấy là trong công việc thì tạo thêm cái cảm hứng cho tôi làm việc. Tôi muốn cống hiến, tôi muốn được làm việc, muốn được phụng sự. Đấy. Thế và cũng truyền cảm hứng cho những cái đồng nghiệp trong cơ quan. Đấy, cũng như là cũng nói lại cho con cái biết. Nhất là con của tôi đang ở trong cái tuổi trưởng thành, nên là tôi cũng có rất là nhiều các cái thứ lựa chọn, mà tôi cũng khuyên cháu nên có những thời gian để đọc sách. Và đặc biệt là nhiều khi là bây giờ thế hệ thì không được sinh nhiều con, thì có ít thôi. Đấy, cho nên là cuộc sống bây giờ thì vật chất nó cũng không khó khăn như thời xưa, nhiều khi là các cũng thấy được cái sự vất vả, nên là không thấy được cái sự giá trị của cái lao động, và thường hay là có những cái
tự đòi hỏi, cho nên là tôi bảo là phải làm việc, phải phụng sự. Đối trẻ thì phụng sự bố mẹ, phụng sự cho thầy cô giáo, và mình phụng sự cho phụng sự chính mình, đó là mình học tập để có được cái thành tích tốt để mình bước vào cái cuộc sống sau này cho nó vững chắc. Vâng, rất là cảm ơn anh Quốc ngày hôm nay thì đã đến với chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách và đã giới thiệu cho Thúy Anh cũng như là các quý vị đang theo dõi chương trình một số những cái kinh nghiệm trong quá trình đọc sách của anh, cũng như là một cái cuốn sách rất là hay, một cuốn sách có mang tên là Phụng Sự Để Dẫn Đầu. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì anh Quốc sẽ tiếp tục đọc được những cái cuốn sách hay hơn nữa và sẽ giới thiệu đến cho các quý vị đang theo dõi chương trình ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn và cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh và xin chúc cho anh luôn thật là có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã được cùng gặp gỡ với anh Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, và anh Quốc đã giới thiệu đến chúng ta một cuốn sách rất hay có nhan đề Phụng Sự Để Dẫn Đầu. Và hy vọng rằng cuốn sách này quý vị và các bạn sẽ tìm đọc nó và sẽ ứng dụng được cuốn sách này vào trong cuộc sống của mình. Đến đây chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.